Máy đồng thước Đông Phong sử dụng động cơ GX35 công suất 1,2 HP với dung tích bình nhiên liệu đạt 0,65 lít. Hãy cùng Lạc Hồng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé. Đầu tiên, cấu tạo thiết bị gồm 3 bộ phận chính là tay cầm.